Đi học không? Từng rồi có đi học không? Rồi, từng rồi có đi học đâu biết. Từng rồi người ta viết quá trời, người ta vẽ nguyên cái sơ đồ đăng lên lên tường ông Facebook ông Phan Chí Dũng, coi cái sơ đồ người ta có đăng cái sơ đồ vậy đó, album luận triết học đó, triết lý là cái chi và công dụng gì đó, trời gớm khổ như thế này. Tức là mình lấy cái sơ đồ mình viết viết một đoạn được chưa, yêu cầu là viết một đoạn dựa trên cái sơ đồ đã có đó, là cái sơ đồ này nè, đây tôi share cho cái màn hình nè, khổ quá mấy chị ơi, đó thấy cái sơ đồ chưa trên màn hình đó. Đó bây giờ nhiệm vụ là viết một đoạn, nói tôi nguyên một bài lận, đó là nguyên một cái bài luận không, nhưng thôi tôi không có viết chấm nổi hết bài đâu, ai mà rảnh đâu mà chấm nổi hết, với vị viết đoạn cho tôi sửa cho cái văn phong triết học chứ không phải là viết ngôn tình đâu nghe, đừng bao giờ kể lể đâu nghe, không hay mượn đâu à, viết kể lể đi. Rồi viết một đoạn, viết đoạn đi rồi cái gửi qua tôi, nộp qua tôi sửa cho. Giờ quý vị có hai cái cách, hoặc là viết giấy rồi tôi chụp qua tôi gửi tôi sửa, hoặc là quý vị viết cho bà đánh máy nha, đánh máy gửi gửi group chat cũng được, gửi riêng tôi cũng được, gửi chat trên đây cũng được đó, tôi sửa. Vì quý vị học on cho nên á là khó khăn hơn để mà tôi sửa cho quý vị. Quý vị hiểu hết ngôn ngữ tôi nói chưa? Ok. Nè, tập viết luận triết học. À, viết đoạn văn à, về cái chủ đề hôm trước mình nói là triết lý, viết đoạn đoạn gì cũng được chân á, dựa trong cái sơ đồ hổm mình đã có sơ đồ rồi à, mình viết đoạn, có khi viết là khái niệm triết lý là gì cũng được, viết theo cái một đoạn để, hoặc là công dụng với một đoạn, định hướng thực hành viết một đoạn, tùy thích viết đoạn gì viết à. Rồi chụp hình gửi qua cũng được, rồi gửi đánh máy gửi qua cũng được, rồi chúc tôi sửa. Làm đề nào là cho như đề đó mới viết à, đúng không? Rồi rồi xong, viết xong rồi tới cái gì biết không? Ừ, viết xong mới tới cái gì không? Hả? Dĩ nhiên, viết xong sửa là đương nhiên rồi. Yes. Sai. Trời ơi. Ừ. Không nhanh chứ không có đổ triết học gì chứ. Bởi vậy mới tới cái phần sau đó là nói. Đó là tôi kêu lên. Rồi bạn trình bày đi. Từng người một, từng người một, từng người một rồi đó. Sơ đồ có hết rồi mà nói không được nên là cái cây này nè, quánh vô đầu. Đó. Phải tập vậy đó, tại vì mình giỏi quá mà. Ừ, mình giỏi quá trời cho nên phải tập vậy đó. Để mà người ta hỏi cái là ra 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 liền. Bột. Thấy không, ai 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 chứ quý vị chứ ghê 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 lâu lắc rồi nhớ ghi tên nha. Không viết một đoạn thôi bà My ơi, viết nguyên bài ai đọc nổi, đoạn thôi, đoạn thôi, đặng sửa cho cái văn phong triết học vậy thôi đó.
không được. Này bà chép lại sơ đồ bà nội ơi. Bà chép lại sơ đồ chứ bà đâu có biết đỏ. Bây giờ nhanh đó mọi người. Này nhìn sơ đồ chép ra luôn nè. Trời đất thiên thần ơi. Trả lời. Trả lời. Trả hàng rồi mọi người ơi. Tôi biết chung với nhau. Ơi. Đó bà ghi hết cái sơ đồ lấy đó. Trời đất ơi. Sơ đồ tôi biết thành động nhân hả? Được. Lập luận gì đâu, câu chữ gì đâu chứ được. Rồi. Đó, đâu chứ đâu có phải dễ đâu. Cái sơ đồ là để tư duy xong rồi bắt đầu mới ra sản phẩm nè, viết là ra sản phẩm nè. Tư duy có rồi sản phẩm không có nè. Giải này mình đi vòng vòng là được. Vui. Tôi đã coi cái văn phòng của ông rồi. Còn một tim nhưng mà có một cái thắc mắc lắm nên tôi chưa gửi cho mọi người. Cái chỗ mà đổi buổi trực á. Người ta đổi buổi trực tức là người ta đã có sự sắp xếp với nhau rồi. Đâu có phải đổi trực nghỉ mà chứ đổi nào. Có việc kiểu buổi trực 2 á. Ừ. Buổi trực 2 tức là người ta đã đổi buổi trực đúng không? Không. Chỉ khi nào cái người đó nghỉ luôn mà không báo đúng không? Cái người đó nghỉ tức là cái buổi là cái buổi trực của người đó, nhưng mà người khác trực thay. Là tại vì người đó nghỉ. Nghỉ mà không có sự sắp xếp trước đúng, đúng không? Hả? Còn khi nào mà ví dụ giống như tôi với anh Qua muốn đổi buổi trực cho nhau, đó là ví dụ cái đó là đổi chứ không phải là nghỉ. Thì nó khác tính trong đó đúng không? Ừ. Không có nhiều mà chịu quá trời. Chịu dữ lắm. Chịu lần 10.000 đó mà. Tôi tính để cho ai ta. Thì người ta là bà này nè con. Kìa không phải con. Tôi phải tự tính cho lương tôi đó mọi người. Chịu nói là mỗi người tự đánh giá mình hả? Thì mọi người tự cho điểm. Nộp lên. Thì cái thằng nào tính tiền lương cho mọi người là thằng đó chịu cho mọi người à. Bởi vì cố gắng nha, chờ chịu đại tròn tròn đi không sao chịu hết cũng không, được. Nó có thang điểm hết à. Đừng có lẻ lẻ nửa trăm một chục gì nha. Tôi đảm bảo với bà luôn là không ai dám sai luôn á. Với cái này sai cái chừng 15 điểm, 15 điểm có nhiêu cho mọi người nhân 10 lên trăm rưỡi. Thêm một tiếng là hết trăm rưỡi. Được, tôi chịu. Nhớ tôi bà sai cái chân lửa mọi người, sai cái chân lửa. Đó, nhớ nha mọi người à. Con chết cũng không được sai. Vì thủ phạm của mình làm sai thì chờ làm tốt hơn thì điều của mình được thử mọi người cố lên.
không, làm đúng nhiệm vụ là được cộng rồi, nhưng mà nó ít thôi. Làm dược lớn lao là được cộng. Lớn lao thì lớn lao. Đó. Để tôi giải cho mọi người này, là tôi rút chai đó. Hết còn phân dân rồi đúng không? Chứ quý vị ghi kiểu như quý vị vậy chấm sao được. Trời đất ơi, thiệt chứ tôi ngồi tôi làm lại hết. Dĩ nhiên cũng làm lại dựa trên công sức của quý vị. Cái người ta đang làm phần dự án cho tôi, nó người ta không làm sao? Có gì để tôi sửa? Người ta đi Hòa An, người ta biết nha. Tớ ở giữa mà lại là để ý tới nó. Giờ lần này về chơi với đĩa luôn, không chơi với người. Ai có rồi đó thì gửi đi, đặng tôi trả về rút như bà tiền cho nó nhanh. Đúng rồi. Đặng ai mà lỡ đúng người ta chờ làm gương mẫu cho đúng anh chị rồi, em đừng câu ấy. Thì đi vòng vòng ta có người ta đi, mình không biết đi vòng vòng ta có người ta kìa. Trời ơi, giống như quý vị đi thuyết phục người ta, quý vị nói đó, có phải có lập luận không? Ừ, đó là quý vị dùng luận đó chứ là cái gì? Đó chị nè, quý vị nắm cái sơ đồ này trong tay rồi. Thiên hồ nó tới nói này nghe, đó nói được đó nghe, hồi tới nói được đây này. Chơi gì chơi kỳ. Xỉu chưa? Ai bên kia xong rồi gửi qua tôi coi nha. Đó. Mới chiều vậy đó, rồi tập chứ nó cho nó quen. Rồi mới chiều tôi phải tập mới được. Văn thơ một bụng, lý luận mấy bồ. Vậy được chứ, chết còn để lại được giá trị để sao chứ. Hấp quen tớp. Bài văn chương này mới có hai hàng à. Chậm quá. Bà còn lên dần ý nữa hay gì mà. Rồi tôi bóc ngay đoạn luôn đọc cho nghe nè. Tới đây, chính bản chất của tinh thần sẽ giúp ta hiểu được vấn đề. Trong bản chất của tinh thần có hai phần. Một phần luôn luôn chỉ đạo, còn phần kia luôn luôn tùng phục. Đó là phần thuộc về lý tính, luôn luôn chỉ đạo, và phần phi lý tính. Hiển nhiên là nguyên tắc này áp dụng một cách tổng quát, và mỗi điều đều phải tuân theo quy luật tự nhiên này, nhưng cách thức cai trị khác nhau. Người tự do cai trị kẻ nô lệ theo phương cách khác với người nam đối với người nữ, và khác với cách người lớn đối với trẻ nhỏ. Mặc dù mọi người đều có cả hai phần khác nhau của tinh thần, nhưng mỗi người lại có những phần này không giống nhau. Kẻ nô lệ cũng có lý tính, nhưng hoàn toàn không có khả năng suy xét tường tận. Phụ nữ có khả năng này, nhưng lại không có quyền. Và trẻ con có khả năng này, nhưng khả năng này chưa được phát triển. Như thế, ta phải giả thiết là mọi người đều có các đức hạnh, nhưng mỗi hạng người có đức hạnh đến mức cần thiết để làm nhiệm vụ của mình mà thôi. Như vậy, người cai trị phải có đức hạnh tuyệt hảo. Vì nhiệm vụ người cai trị một cách tuyệt đối đầu hỏi là phải là bậc thầy có kỹ năng tuyệt hảo, và lý tính chính là kỹ năng đó. Còn những người khác chỉ cần có đức hạnh đến mức mà họ cần thôi. Hiển nhiên ai cũng có đức hạnh, nhưng tính tự chủ hoặc lòng dũng cảm hay tính công bình của con người nam và người nữ như Socrates nói là không giống nhau. Lòng can đảm của người nam thể hiện qua sự chỉ huy, còn ở người nữ qua sự vâng phục. Và điều này cũng đúng với đức hạnh khác. Và nếu ta quan sát thật tỉ mỉ, ta sẽ thấy thật rõ ràng. Còn những ai mà cho rằng đức hạnh gồm có cả tính tốt của tâm hồn, hoặc bao gồm các hành động đúng đắn hay những điều tương tự, đều là tự dối mình. Một cách khác,
hay hơn và đơn giản hơn nữa, cái cách đưa ra một định nghĩa tổng quát về đức hạnh là cách do Goria đề nghị, đó là liệt kê các đức hạnh khác nhau. Mỗi hạng người đều có những đặc tính, ví dụ như đối với phụ nữ thì Sophocle nói im lặng là sự vinh quang của phụ nữ, nhưng sự vinh quang này không giống với sự vinh quang của phái nam. Còn đối với trẻ con, vì non nớt nên những đức hạnh của chúng chưa được phát triển như khi đã trưởng thành, cho nên phải tùy vào sự hướng dẫn của cha mẹ cho đến khi khôn lớn. Tương tự như vậy, đức hạnh của kẻ nô lệ tùy thuộc vào chủ nhân của chúng. Hết đoạn. Trích trong Chính Trị Luận của Aristotle. Đó gọi là một đoạn. Thấy cái văn phong của người ta không? Lập luận đanh thép, chặt chẽ. Đó gọi là đoạn văn triết học. Đó, bóc cái một là chúng đó đó. Tại vì Aristotle là nhà triết gia, cho nên cái đoạn văn của ông là đoạn luận triết. Chúng ta thấy rằng triết lý là một khái niệm trừu tượng đối với nhiều người. Tuy nhiên, với kẻ có học, triết lý không phải là một điều khó khăn để có thể tiếp cận được. Đó là mở đầu để bắt đầu đi vô định nghĩa khái niệm triết học, triết lý. Viết đi, ai kêu nghe tôi nói chi. Nhớ quý vị nào mới á, viết cái nhánh đầu tiên nó dễ hơn, nhánh khái niệm viết nó dễ hơn. Quý vị viết mà quý vị như tưởng tượng là có một người cái bên tranh luận với quý vị vậy đó, quý vị phải giải thích cho nó rõ ra, phải lập luận đi, chứng minh được cái của mình đúng, giải thích cho người ta một cách thuyết phục. Ê, nói gì đó. Chứ không phải là ngồi kể lễ than trách rồi năn nỉ. Ok, đó, có nhiều bài đầu tiên để coi có trả về giống như bài kia không nha. Trước tiên hình thức không phải là chép lại. Nhận bài số 1. Số bài. Triết lý đóng vai trò là một yếu tố không thể nào thiếu đối với sự phát triển của mỗi con người. Công dụng thực tế nhất của nó là định hướng cho mọi sự thực hành trong đời sống của chúng ta, bao gồm hai mảng thực hành thế tục. Chấm chỗ này in lên. Bao gồm hai mảng thực hành thế tục và thực hành tâm linh. Vậy thì thêm chủ ngữ vô. Triết học bao gồm hai mảng, hay triết lý bao gồm hai mảng. Trước tiên ta xét mảng thực hành thế tục. Trước tiên rồi đừng thì trước nữa. Bao gồm, nó bao gồm các khoa học thường thức. Nhờ có triết lý để giúp ta nhận biết và ý thức được mục đích mà ta muốn hướng đến là gì. Rõ ràng được mục đích thì ta mới cái chi rõ ràng. Ta chấm. Đích thì ta mới có thể tìm kiếm và xây dựng con đường đi đến và đạt được nó. Như đối với giáo dục. Giáo dục học thì cứ tiên quyết bất dĩ bất dịch mà người làm giáo dục nào cũng cần phải có triết lý giáo dục. Nó ghi nhận mục đích của nền giáo dục đó là tạo một con người ra sao,
có những kỹ năng và sự hiểu biết gì. Từ đó ta mới định hướng và xây dựng nội dung giáo dục theo triết lý đã có. Không có triết lý, ta sẽ dễ dàng rơi vào sự mù mờ, mất phương hướng trong nghề nghiệp. Không phải là trong nghề nghiệp, trong quá trình đào tạo. Quá trình giáo dục và đào tạo, đang nói giáo dục mà, nghề nghiệp gì? Cũng như toàn bộ lĩnh vực khác trong đời sống cũng tương tự như vậy. Cũng tương tự như vậy, toàn bộ đời sống xã hội đều cần đến triết lý. Vì vậy, triết lý không thể nào thiếu trong đời sống con người. Vì vậy, tóm lại, triết lý không thể nào thiếu trong đời sống con người được. Này là câu chủ đề. Ok. Trước tiên, thứ hai đâu? Có trước tiên là phải có thứ hai. Không có thứ hai, đoạn dần bị què. Không có cái hai nhờ luôn, cái tóm lại luôn à. Đúng được. Như vậy thì chỗ này đừng tóm. Đã tóm lại rồi, đã tóm lại đã vì vậy rồi. Ờ, vậy thì được. Cái dẫn chứng, lấy giáo dục và dẫn chứng thì được, nhưng cái độ thuyết phục chưa cao. Dẫn chứng bằng giáo dục thì ổn, nhưng cần thêm cái thứ không thuộc vào khoa học mà thuộc vào đời thường ấy. Không, để ví dụ cho cái chuyện là triết học cần cho mọi người, này mới ví dụ trên chỗ khoa học thôi. Vậy mấy người ta không làm khoa học thì chẳng lẽ người ta không cần triết lý đời thường đâu? Chưa có. Cho nên độ thuyết phục của nó chỉ có 50% thôi. Đúng. Trong đây có ghi mà. Thiếu rồi. Hôm trước là trong cái bài giảng có ghi. Trong một cái thế giới khoa học và thế giới cũng không cần khoa học nữa, gọi là phi khoa học, thì vẫn cần cái triết lý như thường. Thậm chí mấy ông ngồi hàng xá uống cà phê vẫn cần triết lý như thường. Nhưng cái triết lý đó không đủ để trở thành triết học thôi. Vậy là thiếu. Trước tiên không có cái thứ hai, thiếu phần nữa. Trong cái phần nữa đó lại thiếu cái phần nữa nữa. Vậy là còn lại có mộng từ. Mộng từ lại nhiều. Đừng có chấm điểm, mong tôi đừng có chấm điểm. Phải chấm điểm trước, đừng mình tổng kết rồi, nếu mới chiều cái môn tổng kết lên môn rồi chứ. Nhưng mà viết được, cấu trúc thì tạm ổn, thuyết phục thì chưa. Cần có hệ thống. Ngày là ngày 8 tháng 10 ha.
viết luận chưa? Cần đọc mẫu không? Cho mượn mẫu đọc nè. Đọc đi, trả cho người ta, cho người ta coi. Đó, mình tưởng tượng giống như mình đang ngồi thuyết phục người ta, người bên kia vậy đó. Rồi mình ghi ra. Nhưng mà này là dớt đó nghe, điểm đó là dớt nha. Đấy, chứ điểm đúng là nó có mộng tư thôi. Mộng tư của 10 điểm thôi là 2 điểm gửi đó. Mới tròn rồi, trời ơi. Vì em còn nhỏ cho nên nộp đầu tiên rồi nữa cho nên được cộng điểm. Tập tư duy hệ thống như vậy đó. Ghét cái quen à. Lần đầu thì nó còn chưa quen, nó còn chụp dịch vậy đó. Chứ làm chừng 7 năm từng vậy đó. Rồi cái người viết ào 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 lên, nói ào ào à. Yeah. Rên trình. Ừ, viết lâu quen chứ. Không phải quen. Tại vì quý vị ít có đọc sách trí quá. Trời, tôi phải dành bao nhiêu thời gian hồi trước tôi đọc chứ. Quý vị ít đọc quá cho nên là để quý vị bắt tay viết đó, khó. Có câu mở đầu, có kết thúc, có câu kết thúc, tóm lại người ta biết mình viết cái gì. Rồi, có ai nay ai điểm cao nhất là thưởng thẻ. Chưa. 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 Nghe nói chưa. Sợ sợ. Sợ. Thì chị chút á. Đuổi gì đuổi tà kìa. Chè lại hơn cho coi. Hú gì à. Này thì có chưa. Cái gì chứ người tao coi. Buồn có ai chị chấm buồn con tự làm hết đi để cho người ta tham khảo với thôi như vậy nó có mẫu vậy chứ trở thành là làm theo văn mẫu làm theo chiếc mẫu. Cái bài này nó có cái bài luôn, trong cuốn sách kia nó có cái bài luôn, tôi không có đọc cho nghe đó. Tại đọc nghe sợ bắt chước thì hệt như đó, không có sáng tạo được. Mình phải có cái riêng của mình. Tại vì chiếc nó không có đi theo cái khuôn nữa hết á. Được thì chấm lập luận mà. Ừ, đó giống như hồi nãy vậy đó, chỉ ra được. Vậy bạn sai là bạn khỏi cãi, tức là tôi sẽ tranh luận với bạn bằng triết lý. Thì bạn có thể tranh luận mà ok, gây lòi ra điểm, tôi đưa trả điểm cho bạn. Còn bạn tranh luận không hợp lý, không hợp lý thì rút điểm trở lại. Người ta nói vẫn là triết, thuyết phục thôi. phải có cái đó, phải có triết lý. Có hệ thống thì nó mới đầy đủ được, còn này nó lủng lủng chân.
Con đang giết mà. Ừ đúng rồi, không có ghi trên mấy cần con giết á. Ừ, thì lập đi. Đâu có chơi vụ đó bạn. Ủa chứ hay lắm gì mà. Thì cái guộc tới đó rồi. Trời trời, mình phải tự bước đi chứ, chơi gì mà lết bò không vậy? Người xinh xỏ. Không biết là đừng giết cái đó, giết cái khác đi, bao thứ giết. Ai kêu tự nhiên thì tự cái ai bắt mình cạp đất đâu, cái tự miền hạ hầm mình cạp đất ăn cái mình la. Cũng tương tự như vậy, toàn bộ đời sống xã hội đều đến triết lý, đều cần đến triết lý. Ok, có bánh mì thiệu. Phan hả đọc hả? À. Trên ta lụm vô hả? Vì tại vì mọi người không được nghe.
Nào không biết thôi ta né đi cho khỏe.
Anh nộp chưa? Chụp cái bài đó gửi mà thầy. Ok. Dùng có nè, thấy mới thấy mới nhận thấy cái bài của con gửi trên kia. Ok, chờ xíu thì chữa bài cho cô Ngọc cái. Ừ, ok. Rồi, có tựa đề luôn hả?
thì cái này quá quá chung chung giống như cái chỗ nãy sữa của cụ mì. Hiện lên right rồi đó, có bỏ vô right rồi, nguyên cái hình luôn, cái hình quá trang số 2 á. Đố các quý vị chứ sự thuyết phục nó dựa vào đâu để có sự thuyết phục. Lập luận, xin thưa, lập luận mới tạo ra sự thuyết phục chứ không phải dằn ý nó có sự thuyết phục.
dần ý đó nó chỉ là cái sườn cột mà thôi. Nó có đạt được cái sự đồng thuận của người khác hay không là do các bạn lập luận, các bạn minh chứng cho Kỳ được rằng cái điều tôi chia làm hai đó là đúng. Ví dụ như tôi chia cho quý vị hai cái đó, quý vị cảm tính là thấy là đúng rồi đó, nó không thể nào có khác được. Nhưng quý vị làm sao quý vị nói? Quý vị nói làm sao để cho người ta chịu được cái đó? Hay nói một cách khác là bằng một hệ thống dẫn dụ như thế nào để quý vị đưa ra rằng cuối cùng triết lý nó có hại? Đó là xong đoạn. Đó là một đoạn để Du giới thiệu triết lý nó có hại. Ví dụ Du đang làm công dụng đi. Đó, sự thực hành đó. Công dụng của nó là sự thực hành thì sự hiếu tri. Làm sao Du chứng minh cho ta là nó chỉ có hai thôi, không thể khác được. Rồi sau đó Du mới đi vô hiếu tri là cái gì, bởi thực hành là cái gì, là gì. Đầu tiên Du chưa thuyết phục được người ta là tại sao cái là phải là hai mà không phải là ba. Tại sao không phải là cái khác mà phải là hai cái đó. Du hiểu chưa? Thì nếu như Du muốn đi cái đường lớn, Du phải có cái đoạn đó trước, là thuyết phục người khác là chỉ có hai cái này thôi, không còn thằng nào khác nữa. Nhìn Du phải tin và phải chấp nhận, rồi sau đó mình mới đi tiếp nữa. Còn nếu không là gãy ngay chỗ đó rồi. Hiểu chưa? À, chưa được. Bà này có điện thoại không? Chụp giùm tôi lại ơi. Từ triết lý. Nhào vô cái là cái sự thuyết phục nó bị thấp. Có rất nhiều định nghĩa xoay quanh từ triết lý, nhưng ở đây sẽ xin phép được chia sẻ nó ra để thuận tiện cho việc định nghĩa. Vậy là vì thuận tiện việc định nghĩa chứ Du làm điều này, chứ không phải vì sự thuyết phục mà Du làm. Không, tôi thấy nó mất giá liền. Nói câu lên thấy mất giá liền. Du đậu đề là thấy mất giá liền à. Không được. Có thể là một cách khác. Để hiểu một khái niệm triết học, người ta cần phải hiểu rõ ngọn ngành về tự nguyên của nó. Với triết lý cũng vậy. Xuất phát của tự triết lý bắt nguồn vào hai yếu tố triết và lý. Rồi giờ người ta đâu có cãi mình được đâu. Tự nhiên nói gì chi cho mất giá vậy. Đó là lập luận đó. Hả ha. Đầu ở đời khôn khéo là cái chỗ lập luận, chứ không phải ở cái chỗ bạn biết cái gì. Rồi muốn thuyết phục người khác là bằng lập luận không à? Chứ bạn biết thì bạn biết vậy thôi, nhưng người ta không có nghe bạn. Người ta không có nghe bạn, người ta vẫn giữ khư khư cái quan kiến của người ta gì đó. Rồi vì sao bạn đưa cái chân lý cho người ta bây giờ? Và bạn có một chân lý chà bá ra, rồi sao bạn đưa người ta thành no, đó không phải chân lý của tôi. Nhớ nguyên một cái mười mấy câu hỏi bên Abhidhamma 1 không? Cũng kiểu như vậy đó, người ta có ông chúa của người ta rồi đưa Phật lên, no, dù có ông Phật thì không tính Phật đây, tôi có ông chúa tính chúa thôi. Rồi quê cái là không được, không được, cái lập luận rất là quan trọng. À, trên cái câu này á, nó là mất giá đi cái bài lập luận của mình. Ừ, này gọi là đại hạ giá nè. Viết văn thì được, luận luân lý và luận văn chương thì được. Như vậy người ta bên đó người ta gọi đó là có sự khiêm tốn. Hả? Bên đó thì ta gọi như bà không, bà qua bên triết lý không có vụ đó. Đánh bạc thuyết phục như bằng lý. À, triết lý nó gì đó. Là sao tới đây cái cục ý vậy? Ừ, quên chấm điểm rồi. Đang bài nãy quên chấm điểm trả lời chấm điểm. Ủa chấm rồi hả? Trời ơi thiệt chứ. Nhưng là tụt xuống. Ủa sao nãy chấm cao dữ vậy?
quên á, mới chấm xong rồi sửa xong rồi chấm rồi là quên. Rồi, nhà sư phạm xịt tốp tính sư phạm lại. Tóm lại ở phần này tôi muốn rằng các bạn phải nắm rõ và hiểu rõ về khái niệm đâu có. Bạn thuyết phục tôi đi, tôi nắm. Bạn thuyết phục tôi công nhận đi, tôi công nhận. Chứ đâu phải là bạn kêu cái là tôi công nhận. No cái tính sư phạm đó nha. Không được. Không được. Cái này bạn có nêu ra thôi. Nêu ra thì giống như cái guộc thôi. Chứ được. Nói cái câu này là chết đấy nè. Nhưng sự rõ ràng và thông suốt ấy lại tùy thuộc vào trí tuệ của mỗi cá nhân. Bạn có nhiều câu mà bạn chết lắm. Cái câu đó đưa đến người ta vậy mạnh ai nấy triết. Vậy sao cái định nghĩa của bạn đúng? Rồi đúng rồi, bỏ lửng đó là bạn chết rồi. Nhưng người ấy biên soạn và biến nó trở thành một môn khoa học thì gọi là triết học. Cái là hệ thống tư tưởng do một người A nào đó định đặt ra nhằm hướng con người đến một cái gì đó tốt đẹp theo nhân sinh quan và ý thức hệ của người A đó thì gọi là triết lý. Như vậy phải giải thích được cái tính hợp lý của khái niệm mà con đưa ra ở trên. Chứ không thôi người ta sẽ nói ô vậy là người A đó là bạn. Bạn đưa ra khái niệm ở đây rồi bạn bắt người ta đi theo. Làm sao bạn biết cái nhân sinh quan bạn là đúng mà bạn bắt người ta đi theo? Hiểu không? Triết lý không phải là lời khuyên. Viết luận triết không phải là viết luận khuyên. Không phải là một ông bố khuyên đứa con. Không phải là một người thầy bắt buộc người trò phải làm. Mà là hai người bình đẳng với nhau. Dù có lý thì tôi tin, dù hợp lý thì tôi nghe, dù không hợp lý tôi cũng nghe, dù quy chụp tôi bác bỏ. Nói vậy đó. Cho nên về mặt lý là phải rất rõ ràng. Chưa được. Đây chả. Có tiền chụp lấy giùm cái bài của Bo à. Giữ lại bài đặng tới mấy tháng sau viết đó. Cái mình coi lại cho cái ngày ban đầu của mình. Vui. Trời, này có mở bài nữa nè. Thank you.
thường triết á nó ít có tính văn chương lắm, tính văn chương nó liên quan tới nghị luận văn chương, đúng rồi, nó rất xúc tích, nó xúc tích, nói tới đâu chịu tới đó, không thể không chịu, đặc trưng của triết nó vậy đó. Tính văn chương, còn này là văn chương nè, này đọc cho nghe văn chương nè. Hôm nay, hiện nay triết lý là một từ có lẽ đã không còn quá xa lạ với tất cả mọi người. Câu đó là không cần thiết trong luận triết, bỏ luôn câu đó. Triết lý thường được xuất hiện chung với các cụm từ như triết lý sống, triết lý kinh doanh, triết lý dục, vân vân. Câu hỏi đặt ra là có phải ai cũng hiểu được nghĩa của triết lý? Nguyên cụm đó là mở theo kiểu của văn chương. Mở kiểu văn nghĩa luận xã hội. Luận xã hội là gì? Mở cái chết vô luôn à? Hồi nãy mới ví dụ cho ông Bó rồi đó. Để hiểu khái niệm của triết lý, người ta phải đi vào tận gốc từ nguyên để có thể tìm ra bản thể thật sự của nghĩa lý cái từ đó. Rồi bắt đầu vô luôn một gà. Đó là lập luận. Ví dụ ở đây nè, Du có nói ra nè, ví dụ như tôi xin định nghĩa bằng cách phân tích theo gốc từ để có thể hiểu sát nghĩa từ triết lý. Sao bạn biết gốc từ sát nghĩa? Bạn có lập luận để bạn giải thích cái chỗ đó đâu, đâu phải đưa tôi hỏi để bạn trả lời được. Bạn nộp tôi mẹ rồi. Bạn ra cái ý đó là bạn phải lập luận sao để cho người ta công nhận cái ý đó của bạn. Nè, chụp giùm. Rồi, để chấm ở trên đây. Dùng hai đoạn ha. Bye bye bạn ngữ. Ồ, trễ thế à. Chết rồi. Mỹ Thiều có xì tay mới hả? Ok. Bữa sau tôi tổng hợp lên chung một file, tôi chiếu lên cho sửa cho từng cái một, nhớ cô tiền gửi qua cho tôi. Tôi có tổng hợp của giờ Mi Thiều bản 1, bản 2 của Dung rồi. Rồi ok, thôi trễ quá rồi, mình nghỉ nha, bye bye quý vị. Rồi bye bye quý vị ngủ ngon, sáng mai mai thứ 6 hả? Hả? À mai thứ 6 rồi. Đấy. Bye 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 bye. Đi mất tiêu rồi. Thôi mời sửa cho, mời được giá sửa cho. Mời vẫn còn lịch cũ, con lịch mới tuần sau mới áp dụng ha. Mời vẫn còn lịch cũ. Bye bye.